Xin chào các bác ha. Hôm nay em xin hướng dẫn về cái cách lắp ghép một hệ thống karaoke vào một cái amply nội địa ha. Tức là một cái van số, một cái mic vào cái amply nội địa. Rồi, em sẽ quay sang phía sau ha để có thể hướng dẫn các bác cái cách lắp đặt ha. Rồi, về phía cái amply ha. Thì âm đi ta vẫn cắm điện là 100V ha, một điện điện áp 100V, là tất cả âm đi nội địa đều sử dụng là điện áp 100V và ta lắp loa trực tiếp vào cái ngõ ra loa. Còn về phía cái van số ha, thì các bác chú ý giùm em, đa số những cái dòng van số trên thị trường ha thì là do cái sử dụng là điện áp 220V ha, nên khi lắp đặt vào cái hệ thống âm thanh nội địa ha thì ta chú ý là điện áp này ha thì rất là dễ cắm nhầm ha. Và đối với cái mic không dây ha, thì mic không dây thì thường sử dụng trung gian qua một cái cục đổi nguồn ha, thì cục đổi nguồn này có điện áp từ 100V đến 200V nên ta có thể lắp trực tiếp vào cái nguồn cắm phía sau amply ha. Rồi thì đó là cái nguồn tín hiệu vào ha. Tiếp theo nữa là ta cung cấp một cái đường tín hiệu vào lấy từ Smart TV đi xuống cái van số ha. Thì đối với cái van này ha, thì em đang sử dụng là van Hugo V6 ha, thì nó sẽ có cái đường quang ha, thì ta lắp cái đường tín hiệu quang này vào ha, và tín hiệu quang từ cái Smart TV đi vô tín hiệu van. Còn đối với cái đường âm thanh out ha, thì các bác sẽ thấy đây là nó sẽ có hai đường main left và right ha, thì ta chú ý là hai đường main left và right ha. Thì ở đây ta sẽ chuẩn bị một cái dây có một đầu là jack canh nông ha, và một đầu là đầu bông sen ha, thì ta sẽ nối cái dây từ ngõ left và right ha, và đi xuống cái một cái ngõ in của amply. Ngõ in ha, thì ở đây em chọn là ngõ CD ha, là thường là ngõ analog ha, thì đưa vào cái amply. Rồi còn về cái âm thanh từ cái mic để đi vào cái van số ha, thì vẫn sử dụng là một dây chung ha, thì dây chung này nó sẽ là dây 6 ly để nối từ cái mic sang cái hộp van số ha. Thì nếu như đây là chung cho cả hai mic ha, mic A và mic B ha. Nếu như bác nào muốn sử dụng riêng biệt từng kênh từ cái mic không dây ha, và đi vào đây thì ta chuẩn bị một cái dây hai đầu, một đầu là canh năng và một đầu là dây 6 ly ha, để ta có thể cắm vào riêng biệt là hai lỗ ha, để ta có thể điều khiển riêng ở từ cái van số này để cho hai cái tông tiếng nam và nữ khác nhau ha, thì ta có thể chỉnh riêng biệt từ cái van số ha. Rồi thì cắm cái van số vào hệ thống karaoke cho cái amply nội địa thì khá là đơn giản ha, chỉ việc tín hiệu đưa trực tiếp vào ha, có thể là tín hiệu quang hoặc là có thể là tín hiệu analog ha, thì ở đây vẫn còn hai cái đường in là analog ha, khi mà ta cắm đường quang vào thì nó sẽ ưu tiên cái đường tín hiệu quang vang số và đi vào để xử lý và xuất âm thanh ra hai cái ngõ là ngõ output ha, các bác nhớ giùm em là đúng là ngõ left và right mới được nha. Và còn tín hiệu sub ha, thì các bác vẫn sử dụng một dây là một đầu jack canh nông ha, thì ta đi từ đường sub ở đây ha, một đầu jack canh nông và một đầu đi vào cái lo sub điện của chúng ta ha, hoặc là các bác có thể lấy đường sub từ cái ngõ rề out của amply nội địa ha. Nếu như amply nội địa của các bác có ngõ rề out sub ha, thì ta vẫn có thể lấy tín hiệu từ đây ha, hoặc là lấy tín hiệu từ ở trên cái van số luôn ha. Rồi thì sử dụng nó khá là đơn giản ha. Ha, thì khi mà mới mở đầu lên ha, thì ta cho một ít volume ở cái âm ly chính ha, thì đây sẽ coi như là cái volume tổng ha. Ha, và sau đó ta sẽ nhích cái volume của music của van số lên ha, để ta có thể test âm thanh ha. Khi mà âm thanh đã chuẩn rồi
thì lúc này ta mới tăng dần cái volume tổng lên ở vị trí cao, sau đó là điều chỉnh mic volume và mic micro vào cho nó phù hợp ha. Alo, alo 1 2, alo 1 2, alo 1 2 4 5 6, thì lúc này ta mới điều chỉnh là cái volume mic ha và volume music ha, cho nó phù hợp và cân đối nhau, và sau đó là tăng cái volume tổng là phù hợp ha. Thì với cái hệ thống mà vang số và mic không dây thì khi ghép vào cái âm ly nội địa Nhật thì âm thanh cũng khá là hay, vì chất âm của những cái dòng âm ly nội địa Nhật thì cũng khá là sạch sẽ và sáng tiếng ha, và khả năng điều chỉnh bass chép cũng khá là ổn, nên lấy tín hiệu từ vang số xuống ha để hát karaoke cũng khá là tốt. Thì đây là một vài cái thao tác để kết nối vang số vào để hát karaoke đối với âm ly nội địa Nhật. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.